còn gì tuyệt vời hơn khi cuối tuần chúng ta cùng thư giãn với gia đình bên những chuyến du lịch cùng chiếc Ford Explorer tham quan ngắm cảnh những khung cảnh tuyệt vời thiên nhiên đã mang lại cho Việt Nam, niềm mơ ước xe Mỹ đã mang lại cho chúng ta những trải nghiệm rất là tuyệt vời này. Xuất hiện tại Việt Nam tại năm 2016 tại Motor Show, Ford Explorer đã tạo nên cơn sốt rất là mãnh liệt, đột phá doanh số bán chạy nhất phân khúc tại thị trường dòng SUV nhập từ Mỹ này, lấn luôn phân khúc của Prado, Toyota Prado, Mazda CX-9 và sắp tới là Hyundai Palisade sắp xuất hiện. Từ năm 2016 đến nay, Ford Explorer đã trải qua những tháng bán rất là chạy trong top dòng SUV nhập từ Mỹ. Đây là dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Bắc Mỹ, đã xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2016. Tại thời điểm đó, những dòng xe như Prado, Mazda CX-9 đang có doanh số tốt, nhưng Ford Explorer đã đột phá chiếm lĩnh phân khúc là một trong những dòng xe bán chạy. Và năm 2018 thì Ford Explorer có đổi một số chi tiết để phù hợp hơn cho thị trường tại Việt Nam. Với giá bán hiện nay, Ford Việt Nam đang công bố là 1.999.000, giảm gần 300 triệu so với giá trước đây là 2.268. Ford Explorer đang rất được nhiều khách hàng quan tâm. Có một số khách hàng đang chờ đợi Ford Explorer nhập từ Mỹ. Phiên bản 2020 đã ra mắt từ mùa hè năm ngoái, nhưng đến nay thông tin từ Ford Việt Nam vẫn chưa có thông tin khi nào sẽ về tại thị trường Việt Nam, nên dòng này giảm giá hơn 300 triệu với giá lăn bánh hồi lúc mà chưa giảm là khoảng 2.7 tỷ, nay chỉ còn chưa tới 2.3 tỷ thì đã tạo nên cú đột phá về doanh số cho những tháng đầu năm 2020 này. Với những khuyến mãi đặc biệt thêm bảo hành 5 năm, tăng thời gian thêm 2 năm và bảo dưỡng 5 năm miễn phí và 5 năm cứu hộ miễn phí, với nhiều quà tặng, bể bức điện, phim cách nhiệt, bảo dưỡng như vậy thì Ford Explorer sẽ đột phá doanh số trong những tháng tiếp theo sau mùa Covid đang có dấu hiệu chỉnh lại. Hy vọng với những thay đổi này thì Ford Explorer sẽ bùng nổ doanh số. Chào mừng quý khách hàng đã trở lại kênh YouTube Xe Ford Phú Mỹ. Hôm nay Mạnh Phiêu quay video clip review sơ bộ về dòng xe SUV nhập khẩu từ Mỹ. Phía đầu xe, lưới tản nhiệt được thiết kế mới so với phiên bản 2016-17 trước đây, cho ra kiểu dáng rất là hầm hố, cơ bắp mạnh mẽ, với logo Ford đặt ở giữa nhận diện thương hiệu. Lưới tản nhiệt được sơn bạc rất là bắt mắt so với màu đen của xe. Xe được tích hợp camera trước với tính năng tự rửa camera khi đi vào những vùng sình lầy. Camera sẽ rửa rất là sạch sẽ để đảm bảo quan sát rõ ràng, tránh va chạm. Với đầu xe, phía đèn trước, thiết kế LED daylight và đèn sương mù cũng công nghệ LED cho ra ánh sáng trắng sáng hơn, quan sát tốt hơn.
và những cảm biến, 6 cảm biến phía trước và 6 cảm biến phía sau sẽ hỗ trợ cảnh báo va chạm và hỗ trợ đổ xe song song và vuông góc. Đây là một tính năng rất là thông minh của Ford Explorer sang trọng. Mâm xe được thiết kế với kiểu đa chấu, hợp kim nhôm 20 inch cho kiểu dáng rất là mạnh mẽ. Và đèn xi nhan báo rẽ được tích hợp trên gương chiếu hậu sau cho góc quan sát rất tốt. Gương chiếu hậu có tích hợp tính năng cảnh báo điểm mù, tránh va chạm. Tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng với tính năng mở khóa thông minh keyless go. Các bạn chỉ cần bỏ chìa khóa, remote trong túi, không cần móc ra khi đến gần, mở cửa ra. Rất là tiện dụng và thông minh. Với những nẹp mạ chrome, viền mạ chrome dọc thân xe phía dưới cho ra kiểu dáng xe rất là sang trọng và lịch lãm cho những doanh nhân thành đạt. Phía trước kính lái được trang bị những cụm cảm biến gạt mưa tự động và cảnh báo đi sai làn, và trên viền cửa tích hợp mã số mở cửa thông minh trong trường hợp chúng ta quên mang remote theo vẫn mở cửa vào xe được. Xe được trang bị nhớ 3 vị trí ghế, vô lăng và chân ga chỉnh cao thấp các bạn ha, rất là tiện dụng. Ghế được chỉnh điện 8 hướng, có tính năng massage ghế, cụm đèn điều chỉnh tự động, vô lăng tích hợp thể thao 4 chấu cho ra kiểu dáng xe rất là mạnh mẽ cơ bắp. Phía cụm đồng hồ xe với tính năng rất là thông minh, ánh sáng rõ ràng cho chúng ta quan sát rất là tốt. Với những phím tính năng trên xe, trên vô lăng như ra lệnh giọng nói và màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch với công nghệ mới nhất SYNC 3, giao diện rất rõ ràng cho chúng ta quan sát rất tốt. Với tính năng thông minh định vị GPS dẫn đường khi chúng ta cần tìm điểm đến, hướng dẫn chúng ta đi đúng đường, không sợ lạc khi đi những hành trình xa lạ. Đây một tính năng thông minh điều chỉnh massage ghế cho cảm giác rất là thoải mái khi đi những hành trình xa, với nhiều chế độ tăng giảm để chúng ta thoải mái. Mình vết giới thiệu với các bạn các tính năng ra lệnh bằng giọng nói rất là hay thôi các bạn. Climate. Climate. Say a command. Set temperature 19 degrees. Did you say 19 degrees? Yes. Setting temperature to 19 degrees. Đó, mình vừa thực hiện ra lệnh giọng nói cho bộ điều khiển trung tâm điều khiển nhiệt độ 19 độ. Mình chỉ cần sử dụng bằng tiếng Anh rất là chuẩn thì bộ điều khiển trung tâm sẽ nhận được và thực hiện ngay thao tác điều chỉnh nhiệt độ 19 độ. Một tính năng rất là thông minh của Ford Explorer. Hàng ghế thứ hai dành cho ông chủ với hai cái màn hình DVD cho chúng ta giải trí trên những cung đường xa, rất là thoải mái và vui vẻ. Được trang bị âm thanh Sony 12 loa cực đỉnh và điều chỉnh nhiệt độ, quạt gió cho cảm giác thoải mái. Mời các bạn xem phía sau xe với cụm đèn hình chữ C ngược, LED và thanh mạ chrome có chữ Explorer rất là sang trọng, tích hợp
với những cảm biến, 6 cảm biến phía sau với 2 ống bô rất là cân đối, mạnh mẽ, uy lực. Những cảm biến này tránh cho chúng ta va chạm và hỗ trợ đổ xe song song vuông góc. Phía nội thất phía trước rất là đẹp mắt thưa các bạn. Đây là dòng xe cao cấp nên vô lăng được điều chỉnh điện. Phía sau khoang hành lý với hai ghế được chỉnh điện, hai chế độ. Đây chúng ta xếp lại chế độ thứ nhất để khoang hành lý rộng rãi hơn khi chúng ta đi 5 người, và chúng ta có thể mở ra khi chúng ta đi 2-3 người. Đó, có thể chở được 2-3 bộ gôn, chở tủ lạnh, chở máy giặt khi cần thiết, vận chuyển đồ đạc. Đây chúng ta mở lên khi cần chở người 7 người. Hai ghế phía sau mở điện rất là tiện dụng, thông minh. Có gối từ đầu cho đi những hành trình xa tránh mệt mỏi. Khoang nội thất sau cũng rất là rộng rãi. Phía sau xe nhìn rất là cơ bắp, đúng là kiểu dáng của dòng xe Mỹ hầm hố. Cốp sau chỉnh điện, chúng ta có thể đá cốp đó các bạn, một tính năng cực kỳ thông minh. Và xe có remote điều khiển từ xa, khởi động từ xa, cách 50m. Chúng ta khởi động từ xa. Đây là thời điểm để chúng ta xuống tiền mua xe Ford Explorer với giá lăn bánh khoảng 2,2 tỷ. Nên trong thời điểm này, chưa biết khi nào Ford Explorer 2020 đã được bán ra tại Mỹ, được nhập về Việt Nam, vì tình hình dịch virus bên đó cũng đang rất là căng thẳng. Nên thời điểm này quý anh chị và khách hàng, doanh nhân thành đạt xuống tiền là rất là hợp lý. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Với những cung đường tuyệt đẹp tại Việt Nam, Ford Explorer, niềm mơ xe Mỹ, sẽ đảm bảo mang đến cho quý doanh nhân thành đạt những niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến vào những dịp cuối tuần, trải nghiệm trên mọi cung đường tuyệt đẹp của Việt Nam, ngắm những khung cảnh tuyệt vời này. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Các bạn vui lòng nhấn chuông, đăng ký, comment, like để được những video clip hay hơn lần sau. Mạnh Phiêu xin chào quý khách hàng.